Xin chào các bạn, những người yêu làm bánh và nấu ăn. Trong clip ngày hôm nay, Bimart sẽ giới thiệu đến các bạn máy nướng bánh hình thú Magic và cách sử dụng sản phẩm này nhé. Đầu tiên, nhìn bên ngoài các bạn có thể thấy chiếc máy này thật nhỏ gọn phải không nào? Chỉ lớn hơn chiếc đĩa ăn nhà bạn một xíu thôi, nên cực kỳ tiết kiệm không gian căn bếp. Lớp vỏ máy bên ngoài màu vàng tươi bắt mắt và trơn bóng để bạn dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Không để các bạn đợi lâu nữa, ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc máy nướng bánh hình thú Magic này để làm ra chiếc bánh bông lan thật ngon nha. Chỉ với các nguyên liệu đơn giản là bột trộn sẵn Miko. Vậy là thành phẩm bột đã xong rồi, rất thơm và sánh mịn. Mình sẽ cắm điện, đợi 3 phút cho máy nóng rồi phết bơ vào các khuôn. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng. Thực ra, khay nướng bánh của máy có thiết kế chống dính với 7 hình thú ngộ nghĩnh rồi. Tuy nhiên, phết bơ vào thì sẽ làm bánh thơm ngon hơn. Mình sẽ sáng tạo thêm một chút. Chúc các bạn thành công với món bánh bông lan được làm bằng máy nướng bánh hình thú Magic nhé. Dễ sử dụng, an toàn, giá lại siêu yêu.